Tôi vẫn luôn nhớ vì lần đầu tiên tôi đã giấu mẹ chuyện tôi bị chấn thương cổ chân. Tôi sợ mẹ lo lắng, cũng một phần tôi sợ hơn đó là mẹ sẽ ngăn cản tôi tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Nhưng tôi vẫn không thể giấu giếm được tình yêu đối với bóng đá. Trong tôi, bóng đá luôn là số 1. Nhưng mà Thanh Nhã cứ yên tâm đi, khi mà đến với chương trình Bóng Đá Là Số 1 thì bạn không cần phải giấu giếm bất kỳ điều gì cả. Vì đây là chương trình dành cho những người yêu thể thao, yêu bóng đá. Nhưng mà hỏi thật nhá, là trước khi đến với chương trình ngày hôm nay thì có giấu mẹ về lịch ghi hình không? Em có, em cũng chưa nói gì với ai cả. Cũng chưa nói gì với ai, nhưng mà khi mà chúng tôi phát sóng chương trình này xong thì bạn có nghĩ rằng là mình sẽ nói với mẹ mình không? Hay lại giấu tiếp? Em sẽ thông báo với bố mẹ. À, con được lên hình rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Và đây là chương trình Bóng Đá Là Số 1. Đầu tiên thì tôi biết là ngày 25 tháng 9 đã qua rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn gửi tới bạn một lời chúc mừng sinh nhật muộn. Đó. Thông thường thì trong những ngày sinh nhật thì chúng ta thường hay có những điều ước. Và tôi đang rất tò mò là với một nữ cầu thủ thì bạn ước gì trong ngày sinh nhật của mình? Hôm đấy em cũng được tặng rất là nhiều bánh, nhưng mà em cũng chỉ ước một điều ước nhỏ nhoi, đó chính là em sẽ mở được một shop quần áo nhỏ mang tên của mình. Bạn đã đam mê cái việc mà mình sẽ mở một cửa hàng từ lâu chưa? 3-4 năm nay rồi ạ. 4 năm bạn yêu thích việc mở cửa hàng quần áo, yêu thích việc kinh doanh, nhưng bạn vẫn luôn đặt bóng đá lên hàng đầu. Vậy thì với cá nhân Thanh Nhã, bạn đã bắt đầu nhận ra là mình yêu bóng đá từ khi nào vậy? Đối với em đó là một khoảnh khắc mà khi em cùng bố xem một trận bóng chung kết vào năm 2008. Đó là trận bóng giữa Việt Nam và Thái Lan, khi đó Công Vinh đã đánh đầu ngược và mang lại chức vô địch lịch sử cho Việt Nam. Phút cuối cùng và lưới của Cosin đã rung lên. Tôi còn gì ngon ngào hơn khi chiến thắng đến từ những giây cuối cùng của trận đấu. Nhưng quyết định để khiến cho mình thực sự đi theo con đường này thì tôi nghĩ phải có một cái bước ngoặt nào đó chứ. Một lần em chỉ cùng chị nhà bác sang chơi, nhưng mà sau đó thì thầy Dương Khắc Kiểm đã sang tận nhà cũng như là nói chuyện với bố mẹ để hướng em lên con đường bóng đá chuyên nghiệp. Bạn vừa nói tới một cái tên mà tôi nghĩ rằng là với rất nhiều những người yêu bóng đá nữ Việt Nam chắc chắn không ai có thể quên được, cố huấn luyện viên Dương Khắc Kiệp, một người mà đã có rất nhiều năm để tìm ra được những tài năng trẻ của bóng đá nữ Việt Nam. Để nhắc về người thầy này thì đúng là không một từ nào có thể diễn tả được. Tôi hiểu sự xúc động của bạn, một người đàn ông rất là giản dị đúng không? Bình thường thì huấn luyện viên Dương Khắc Kiệp thì hay động viên bạn như thế nào, đồng hành với bạn như thế nào? Thỉnh thoảng thì em cũng kiểu vướng học, cũng không sang kiểu thường xuyên, thì bác kiểu cũng hay đến tận nhà để hỏi thăm. Có những lần mà kiểu đi thi chạy thì bác cũng tầm 3-4 giờ sáng là bác cũng sang tận nơi, bác đón để gọi dậy cũng như là hỏi xem các cháu đã ăn uống gì chưa. Nói chung là thấy như là một người cha thứ hai đối với em. Vậy còn những người đã đồng hành với bạn từ khi lọt lòng thì sao? Khi bắt đầu mà được bác bảo cho đi theo con đường chuyên nghiệp thì mẹ em là người đã không đồng ý, cũng như là không thích con gái đi theo thể thao vì sợ chấn thương một phần, cũng như là sợ sẽ bị xấu. Bạn đã làm gì để thuyết phục được mẹ? Em cố gắng ở trên sân đấu cũng như là cố gắng nói chuyện với mẹ nhiều hơn về bóng đá để cho mẹ cũng yên tâm được một phần, nên là mẹ đã động viên em cũng như là giúp đỡ em theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Hỏi thật Nhã nhé, Nhã có đếm được số lần mà bạn giấu mẹ mình về việc bạn chấn thương không? Nó rơi vào khoảng tầm 3-4 lần gì đấy ạ. Tôi cũng từng được nghe nhiều người nói rằng là trước đây Nhã cũng rất là lo sợ về việc là mình ra sân biểu tì đè thế nào nhỉ, vì cầu thủ cao lớn hơn mình. Trước khi lúc mới bắt đầu thì em kiểu là một cô gái khá là nhỏ bé, em cũng sợ kiểu không tì đè được, cũng như là kiểu sợ bị huých ngã. Nhưng mà đối với em kiểu ra sân là phải chiến đấu. Nhưng mà nói thật với Nhã nhé, trước khi mà chúng ta có chiều cao bây giờ là 1m62 đúng không, thì tôi nói thật là tôi rất lo cho cô Thanh Nhã ngày đấy. Bởi vì bạn nhìn đây, khoảnh khắc này là từ bao giờ vậy? Đây là năm đầu tiên em đá giải vô địch quốc gia, đó là năm 2018. Trong khoảng thời gian 4 năm đấy, bạn đã làm gì để cải thiện thể trạng của mình? Việc đầu tiên đó là ăn uống và ngủ nghỉ. Bọn em cũng phải tập luyện thể thao. Bài tập nào với Nhã là một cơn ác mộng? Đứng tấn á. Đứng tấn ý à? Vâng.
Mục đích của bài tập này là như thế nào? À, giúp cho cơ đùi cũng như là giúp cho mình thăng bằng. Nhưng mà khi về thì sẽ bị đau nhức cũng như là mỏi tập khoảng 1-2 ngày. À, nếu mà khi trong thời gian tập luyện lặng như thế thì bọn em kiểu sẽ thường xuyên chườm đá nhiều hơn, ngâm mình trong đá nhiều hơn. Một người bình thường như tôi cũng sẽ thử tập một bài tập của một nữ cầu thủ như là Thành Nhã. Nào, hướng dẫn mình nhé. Bài khó nhất nhá. Bài chắc bài đứng tấn đi, bài đứng tấn 2-3 phút. Bởi vì tôi rất tò mò, tôi chưa từng nghĩ rằng là đứng tấn sẽ cảm thấy là ôi chân mình rung lên. Là bây giờ đứng tấn thế nào nhỉ? Đây, anh hết xem. Rồi, ok. Thôi, thấp rồi. Thấp rồi, thấp đến đâu? Thấp đến đâu thì thấp. À, chân càng vuông góc thì càng tốt ạ. Càng thấp. Đổi tiếp không? Thấp nữa đi ạ, thẳng lưng lên ạ. Lại không phải thẳng lưng? Vâng. Rồi. Thấp nữa càng xuống càng tốt. Đấy, được chưa? Được chưa? Vâng, thế này được rồi. Nhưng mà đứng trong vòng tầm 2 phút. 3, 2, 1. Khoanh tay thế này kìa. Tôi nghĩ rằng là mặt cỏ của trường quay cũng khá đẹp để chúng ta có thể ngồi thay được không quý vị? Bởi vì đôi chân ấy không thể chịu được nữa rồi. Bởi vì đôi chân ấy không thể chịu được nữa rồi. Tôi đã từng bình luận một vài trận đấu bóng đá nữ rồi, của Nhã rồi. Đấy, tôi đã hiểu vì sao mà các chị em luôn có một cái sự máu lửa đấy như vậy. Thì chúng ta có một thể trạng rất là tốt. Tôi nghĩ rằng chàng trai trong đoạn clip tiếp theo đây thì có lẽ cũng cần phải có sự bình tĩnh như Thanh Nhã. Vì nếu không á, anh ấy sẽ làm Messi cảm thấy vô cùng bối rối. Đây là một đoạn clip ở trận đấu tuần trước. Đó, Messi ghi bàn này, ui quá đẹp. Nhưng mà quan trọng là sau đấy này. Đấy, đang rất bình thường nhá. Bạn ấy xem cái biểu cảm này. Ơ kìa anh ơi, cho bạn ấy ký nốt nào. Bạn thấy thế nào đoạn clip vừa rồi? Cú ghi bàn của Messi thì cũng khá là đẹp, nhưng mà khá bất ngờ về cổ động viên cũng như là nhưng mà Messi cũng là một người kiểu rất là ấm áp, vẫn cầm bút ký. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng rất là muốn, nếu như có một cơ hội nào đó thì mình sẽ bày tỏ tình cảm với cầu thủ đấy. Có nhiều cách khác nhau. Chàng trai kia thì ký cho em một cái, đồng ý luôn. Có nhiều người thì đơn giản là chỉ cần một bức hình mà thôi. Và tiện nhắc về những bức hình ấy, thì tôi nhớ là Thanh Nhã hình như là trước đây cũng từng chụp với một cầu thủ khi mình còn bé hay sao ấy nhỉ? Đó, chính là Văn Toàn đó. Cầu thủ Văn Toàn. Ừ. Tại sao hôm đấy hai bạn lại chụp ảnh với nhau? Đấy là một cái sự kiện gì? Hôm đấy là một trận bọn em từ Hà Đông đi đến trung tâm của bóng đá Việt Nam để thi đấu một trận đấu giao hữu. Thì cũng trùng hợp là hôm đó đội tuyển cũng tập luyện ở đó. Đợt đó thì em rất là thích anh Văn Toàn cũng như là rất hâm mộ anh nên em đã xin chụp cùng một kiểu ảnh. Thời điểm đấy thì là năm bao nhiêu? Có nhớ? Khoảng 2015. 2015, cách đây khoảng tầm 7 năm. Ừ. Đó. Lúc đấy khi mà chụp được với cầu thủ mình thích ấy, cảm xúc trong lòng thế nào? Em rất là vui cũng như là rất là kiểu hồi hộp. Nhưng mà bây giờ em mới để ý là có một sự trùng hợp, anh ấy cũng mặc số 19. Ngày đó thì bạn ngỏ lời thế nào để có thể là đưa anh ấy chụp ảnh cùng? Khi đó kiểu cũng rất nhiều người kiểu túm lại. Nên là em cũng, anh ơi cho em xin chụp ảnh với ạ. Có cảm nhận được sự thân thiện? Anh ấy thì cũng rất là thân thiện. Khi chụp với đội em thì cũng rất là đông. Nhưng mà có một điểm rất là thú vị. Là đấy, cô gái 7 năm trước của ngày đó xin chụp ảnh cùng cầu thủ khác. Bây giờ đây là người mà rất nhiều những khán giả mong muốn chụp ảnh cùng. Tôi thấy bạn hạnh phúc nhất là lúc bạn làm hai thứ. Đầu tiên là khi bạn ở trên sân cỏ. Và thứ hai là khi tôi thấy các bạn được thoát vai là những cầu thủ quần đùi áo số. Các bạn là những cô gái rất đời thường, rất là bình dị thôi. Và khoảnh khắc đó được thể hiện qua những cái giây phút liên quan tới âm nhạc. Có ai không? Đó, chị Hải Yến và cô Thu cũng như là chị Hương. Không bao giờ tưởng tượng nổi những người đã mang về tấm huy chương vàng SEA Games và là tấm vé đi World Cup lịch sử của chúng ta cũng có những phút giây. Trương Thị Kiều làm gì, làm gì đây? Ai chờ chờ. Rất mềm mại. Che mặt ai nhỉ? Không biết ai ấy. Phải mở mặt ra mới biết được. Chưa biết này. Cùng một người. Vâng, hai em. Cùng một người ngồi với tôi ở đây.
Bạn đã có niềm đam mê này từ lâu chưa? Thú về từ bao giờ vậy? Là khi em vừa đá giải châu Á, vòng loại châu Á xong, em đã có clip đầu tiên. Nhưng mà sau dần thì về đội thì mọi người rủ chơi thì em cũng đồng ý. Bạn nghĩ sao nếu như thôi thì bạn đã không nhớ về động tác đầu tiên của mình rồi? Động tác gần đây nhất đi sẽ là một đoạn clip, một động tác được thực hiện ngay tại sân khấu này. Bây giờ đây sang đây cho lựa chọn luôn. Đấy. Trước khi đến đây á thì tôi cũng có xem rồi. Đây là một bài nhá, rất sôi động. Bài đầu tiên nhá, đấy, mình cùng nhau xung quanh đúng không? Đấy các bạn nhá. 1 2. Ok, bắt đầu luôn. Đấy. Rồi, ok. Bây giờ cho dù có được hay không thì cũng sẽ là lúc mà chúng ta sẽ cùng xem Thanh Nhã thực hiện vai trò của một TikToker như thế nào. Cố lên nhá. Thế được đúng không? Bạn thấy có được không? Em không biết nữa. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì bạn có muốn nhắn gửi điều gì tới tất cả những người yêu bóng đá trên cả nước không? Đối với bóng đá là một môn thể thao vua, cũng như là một môn đối kháng rất là mạnh mẽ đối với phụ nữ. Nhiều người cũng sẽ bỏ cuộc, cũng như là cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi theo đuổi cái môn này, nhưng mà em vẫn muốn nhắn nhủ với mọi người là dù làm điều gì thì cũng vẫn phải cố gắng, cũng như là quyết tâm để theo đuổi niềm đam mê của chính mình. Đối với tôi thì bóng đá vẫn luôn là số 1. Tôi cũng thực sự mong rằng với việc bóng đá luôn là số 1 thì bạn cũng sẽ luôn tìm được đến những cái số 1, những đỉnh cao trong công việc và cuộc sống của mình. Những khoảnh khắc đáng yêu vừa rồi, những chia sẻ rất ngọt ngào và tình cảm của Thanh Nhã về bộ môn bóng đá cũng đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Bóng Đá là số 1. Em nói đi rồi em nói.